Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua thì đã có những tin đồn rất là thất thiệt với chị Hằng, bảo rằng chị Hằng bị bắt, chị Hằng vào T30, chị Hằng bị mời lên phường, chị Hằng bị triệu tập, ha, vân vân và vân vân. Họ nói như vậy nhằm mục đích gì khi trong cái câu chuyện này người trong cuộc người ta chưa có lên tiếng, ha. Họ làm như vậy để mà họ vực dậy cái tinh thần cho những người đang tìm cách chống phá Đại Nam, chống phá dòng quỹ hàng hữu, ha. Không biết họ làm gì, có mục đích gì. Trước đó tôi cũng đã dẫn lời các anh chị và các bạn rất là nhiều lần rồi về cái sự việc mà anh chủ tịch hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng cũng đã nhận xét rằng là anh ta đều tin tưởng cái bà này là một cái người mà được Việt Tân lôi kéo, hoặc là bà này cũng là cái người của người cũng tổ chức Việt Tân. Nhưng mà trong cái lập luận này thì YouTuber Hoàng Duy Hùng thì không có chịu, anh ta dứt khoát anh ta phải bảo rằng là bà này không phải là Việt Tân và chị Hằng vu oan cho bả. Sau đó anh ta đưa ra thuyết âm mưu rằng á, là chị Hằng lợi dụng bà này để chống phá vào chính quyền nhà nước, để lật đổ nhà nước. Các bạn thấy tin khủng khiếp không? Mà tôi đặt hỏi câu hỏi các bạn là chị Hằng mà lật lật nhà nước như vậy đó, chị Hằng được cái gì? Trong khi ông bảo rằng ông đứng ra đó, ông bảo vệ chị Hằng, ông được cái gì mà bị người ta chửi? Các bạn thấy vô lý không? Do đó là tôi nghĩ rằng cái bằng luật sư của ông này á, là chỉ khè người ta thôi, nói cho quay thôi, chứ chả có làm được tích sự gì cả. Do đó thôi thôi thì bắt đầu từ ngày nay thì tôi không có nói về ông này là luật sư gì cả, mà ông này chính thức là kênh YouTube nha, cầu view cầu like kiếm tiền mà thôi, chứ không không có hơn, không có kém gì chúng tôi cả, thậm chí còn bẩn hơn chúng tôi là không có dẫn chứng trên kênh của mình, không có dẫn chứng trên kênh của mình. Nhưng anh ta cái miệng anh ta cũng dẻo lắm nha, tại vì tôi thấy bà Hằng lao xe xuống vực rồi tôi lấy xe danh dự của tôi ra tôi cứu. Ông có danh dự gì đâu mà lao, ông có danh dự ha là ông không bao giờ ông chửi chị Hằng đâu, và ông không bao giờ mà ông binh vực mà còn một cái ông tin binh vực mà tin tưởng một cái đảng Việt Tân mà để ông không bảo vệ cái người trong nước mà ông đi bảo vệ đảng Việt Tân nha. Tôi tin đảng Việt Tân nó như vậy, ủa nó lươn lẹo dữ lắm mà sao ông không tin? Mà các bạn biết nghe tên của nó là biết sợ rồi, nó làm rất là nhiều thủ đoạn ha, rất là nhiều thủ đoạn, nó lôi móc, nó câu kéo ha, nó làm tất cả mọi chuyện để cho người dân cảm thấy là đảng cộng sản của chúng ta là đi sai đường, đi sai lối nha. Để bị dẫn chứng như vậy á, thì cho các bạn nghe một cái câu chuyện của anh này anh kể nè, nghe một tí xíu thôi. Nó có một cái hàng cây rất là xanh, đường này chị đó Tôn Đức Thắng, đúng là đường Tôn Đức Thắng. Ngày xưa là nó có một cái hàng cây nó rất là lớn, ai ở quận nhất sẽ biết. Và khi mà nhà nước mình chặt bỏ cái hàng cây á để mà làm cái cầu Thủ Thiêm 2, làm lại cái đường Tôn Đức Thắng á, thì cái lũ Việt Tân này mọi người biết nó đăng lên nói gì không? Nó nói là cộng sản phá đất nước, người cái hàng không biết bảo vệ môi trường, chặt gỗ để bán lấy tiền chia cho mấy ông ăn lúc đó, ăn hối lộ ăn gì đó. Trời. Thật sự là không phải mọi người, đất nước mình đang phát triển và cần chặt những cái cây đó để mà làm hạ tầng, để mà giải phóng mặt bằng, để làm cái cầu. Bây giờ là mọi người sẽ thấy là cái cầu Thủ Thiêm 2 đó, cái cầu mà nó nằm ở cuối bến Bạch Đằng đó, mọi người thấy cầu Thủ Thiêm 2 đó, đó là những cái, đó là một cái thí dụ thôi, mà nó là những cái luận điệu xuyên tạc của những cái băng đảng Việt Tân này, nó tạo ra với mục đích cuối cùng là chống phá nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thấy chưa? Mục đích của nó để chống phá nha, vào chính quyền chúng ta, chống phá vào vào nước Việt Nam chúng ta, chứ không phải mà giống như các bạn nói là nó lật đổ này kia đồ này kia đồ. Nó cái đó nó chỉ là một cái cớ để mà lôi kéo những người nhẹ dạ. Và trong câu chuyện này thì tôi đã nói đi nói lại rất là nhiều lần, dẫn chứng rất là nhiều video clip, mà tới thời điểm này mà ngày hôm qua có một người phụ nữ bảo rằng đòi kiện chị Hằng vì vì chị Hằng là quốc sư với Minh Tuệ ha. Thì tôi cũng bó chiếu với cái khán giả này rồi ha. Cái câu chuyện này rất là đơn giản, cái bà áo nâu rồi nè, không biết bà có phải Việt Tân hay là không thì để cơ quan chức năng người ta điều tra. Bà đi vô Đại Nam vì bà nghe chị Hằng đi giao lưu mọi người. Đầu tiên là cái hình các bạn xem trên mạng đó, đầu tiên là bà đi lợi cái buổi livestream đó là cái ngày 12 10 là cái ngày 12 tháng 10, tức là thứ bảy. Các bạn nhìn thấy chị Hằng đeo cái nón không?
Còn những cái hình mà các bạn xem trên mạng nó cắt ghép đó, chắc đám Việt Tân nó cắt ghép thôi cho mai chân đó, thì bà đi lòng vòng vòng, bà tạo ấn tượng cho chị Hằng, bà giống như bà khổ cực gì đó nha, bị khổ vì gì đó tôi không biết. Sau đó thì tới tối lại bà xếp hàng đi vào trong 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 cái buổi mà giao lưu chụp hình với khán giả với chị Hằng nè, thì bà vô bà khóc lóc ỉ ôi thế này thế kia thế nọ, nhưng mà bà đang diễn. Sau đó bà ghét nhỏ tay với chị Hằng, bà nói cái gì, bà nói cái gì thì có cả mấy chục YouTuber sẽ nghe và phiền mà ta rằng thôi chị ơi chị đừng có nói những câu nhạy cảm như vậy. Nhưng sau khi qua cái miệng của YouTuber Hoàng Duy Hùng thì nó lại khác à, qua cái miệng YouTuber Hoàng Duy Hùng á thì cái câu chuyện này trở thành cái câu chuyện mà chị Hằng á ha, chị Hằng mà kêu bà này giả làm cái người Việt Tân để mà chống phá đất nước, và cho đó là chị Hằng là cái người gián tiếp ha, kêu gọi mọi người xuống đường. Các bạn thấy ghê không à, thấy ghê không, các bạn thấy ghê không? Trong khi đó người ta có cái suy nghĩ rất là kích tích cực, tại sao với một vai trò mình không bảo vệ cái người trong nước của mình mà mình đi bảo vệ cái đảng Việt Tân là sao? Tôi còn nghi ngờ cái vụ họ Hoàng đó nha, nha họ Hoàng với nhau đó, có cùng họ với Hoàng Cơ Minh nữa đó nha, các bạn tự tìm hiểu đi đó. Do đó thì ngày hôm nay á, thì tôi sẽ cho các bạn thấy một sự xuất hiện xuất hiện của chị Nguyễn Phương Hằng trong ngày hôm nay, và các bạn có đoán ra là chị Hằng nói những gì không ạ? À? Theo các bạn thì Hằng nói cái gì? Tất nhiên là nếu chị Hằng vu khống cho cái bà này thì bà này sẽ rút đơn vào kiện chị Hằng thôi. Nhưng mà kiện được không? Dám kiện không? Dám kiện không? Người ta có cả trăm cái nhân chứng cái bữa giao lưu ở đó đó nha. Ai cũng nghe bà nói á, là bà rủ chị Hằng đi phản động này nọ nha, làm như bà gặp riêng chị Hằng gì đó. Bây giờ bị những cái người kia làm chứng, bà nói cái điều chị Hằng nói đều sự thật thì lụm bà luôn, lụm điều tra bà luôn á, chứ đừng nói, trừ khi bà bị tâm thần. Mà dù bà bị tâm thần hay là không thì chị Hằng cũng không có tội tình gì cả. Chị Hằng lên chỉ nói cho mọi người biết rằng hãy tránh xa cái tổ chức đó chứ đâu kêu lại gần, và đừng có nghe lời tụi nó để xuống biểu tình là thành đảm tốt. Qua cái miệng của ông Hoàng Duy Hùng này nè thì nó đã đỡ khác nha. Do đó là tôi nói các bạn là tôi phải quyết chiến đấu tới cùng, người ta đâu có quân tử đâu mà mình quân tử người ta làm gì, đúng không các chị các bạn nè. Bảo là chị Hằng bị bắt bớ này kia dữ lắm nghe này, coi cái này cái chắc tôi nói tức chết. Trời ơi, cái bà dịch tân dịch vật gì đó giờ này mà chưa thấy tới vậy đặt đặt thì hiểu ha. Nếu mà giờ ai nói xấu quý vị rồi vu khống như quý vị có chịu nổi không, Không có im lặng không, không hay là tới nha nằm dạ rồi vậy rồi 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 bà Hằng nói vu khống tôi là dịch tân dịch đoàn nha. Trời ơi, trời ơi, xinh đẹp mới đi, trời ơi, xinh đẹp mới đi hà. Vậy mà nói công an mới em lên phường, ngày nào chồng em cũng mới mà lên phường nha, vô đây xíu đi. Trời ơi, tụi nó tức dữ rồi các bạn. Trời ơi, đẹp lắm luôn đó Hà. Đẹp tới một mình luôn đó Hà. Mọi người thấy không? Em đẹp tới một... Các bạn thấy không? Nếu như các bạn là cái bà này mà bị Hằng vu khống, các bạn có nhận chị Hằng không? Cái chuyện mà gán tội cho người ta là Việt Tân là cái chuyện tày trời á, các bạn nha. Vu oan giáo họa cho người ta là cái chuyện tày trời nha, không phải là chuyện bình thường. Đó. Thì tại sao một mực, hai mực, ba mực ông Hoàng Duy Hùng này ông cứ bảo rằng á, là bà đó không phải, bà đó không phải, ông đưa ra cái nguyên tắc suy đoán á, à, thì đoán sai rồi đó nha, suy đoán sai, suy đoán bậy đó nha. Nếu bà đó không phải, bà kiện chị Hằng rồi, đúng không? Tại sao bà không dám kiện? Bà kiện kiện nhắm kiện được không? Nếu mà kiện được á thì cứ kiện, tôi cũng muốn biết sự thật như thế nào, chị Hằng có ăn hiếp bà này không? Tôi cũng muốn như vậy, nha. Mà giờ mình đi clip này nè. Bây giờ mấy con mình bây giờ này cũng có người sẽ có một chuyện nào đó em chia sẻ với chị để chị sẽ nhìn ra được.
Đó. Chị Hằng giống như mà chị Hằng nói tôi không có cửa mà đi 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 kêu người ta làm tầm bậy tôi không có cửa đâu, tôi không dám làm ở đâu nha. Các bạn có nghe kỹ chưa? Tới bữa nay là mấy ngày rồi đó mà các bạn vẫn còn chưa thì nhìn thấy clip này nữa thì tôi cũng sợ các bạn. Thiệt tôi bái các bạn luôn á nha, các bạn bị người ta dắt mũi lâu lắm rồi đó. Từ những cái clip này nè, các bạn có suy nghĩ như thế nào về cái sự việc mà YouTuber Hoàng Duy Hùng vu oan giáo họa cho chị Hằng? Từ một người khuyên can người ta đừng có vi phạm pháp luật, đừng có đi vào tổ chức Việt Tân nha, thì chị Hằng trở thành tội đồ là đưa bà này ra làm và chốt thí để mà mục đích là chống chống đổ lật đổ chính quyền, mà trong khi chị Hằng làm gì Hằng được cái gì? Người ta cái tài sản của ta mấy ngàn tỷ, người ta ăn no mặc sướng không sướng sao? Người ta kêu mà lật đổ chính quyền người ta được cái gì? Giống như ông Hoàng Duy Hùng mà ông nói rằng tôi binh chị, tôi lấy danh dự ra để mà bảo vệ cho chị, tôi được cái gì? Được cái gì đúng không? À, muốn được cái gì đúng không? Tôi sẽ chứng minh cho các bạn biết ông được những gì. Được rất là nhiều những gì nữa đó nha. Ông chọc tôi rồi. Tôi chỉ là một kỹ sư điện nhỏ bé thôi các anh chị các bạn. Tôi phải tìm hiểu, tôi phải lý luận, tôi học ngày học đêm. Tôi hỏi bạn, hỏi bè, hỏi luật sư, hỏi tùm lum người hết trơn. Ha. Chứ không phải là lên trên mạng mà múa một ngày nào cũng làm đang 7 clip, coi mấy chút xíu siêu à là vô phán cái bà này không phải rồi. Nếu bà này không phải thì bắt kiện chị Hằng, cái chuyện bình thường, tôi cũng khuyến khích. Ngoài chị Hằng ra mà cái người nào đó xúc phạm mình tôi khuyến khích kiện hết. Chứ không phải là vì tôi thương mến chị Hằng mà tôi cũng nói tốt cho chị Hằng mãi, đúng không? À, chị Hằng sai các bạn cứ kiện thằng thoải mái. Mà nhớ, kiện cho đúng đó nha. Kiện sai là trở thành đội vu khống làm nhục người khác thì thôi rồi. Đó, các bạn nghe cái đoạn cuối đó. Chị ơi, chị đừng có nổi những câu dạy cảm như vậy. Ủa, cái đó là hiển nhiên không có cắt ghép nữa anh chị các bạn. Nha. Và những cái người đó người ta còn cái video clip gốc ở trong điện thoại người ta nữa kìa. Đó, các bạn thấy là rõ ràng. Chị Hằng từ một cái người tố giác tội phạm trở thành tội phạm luôn. Nha, theo cái lời của ông Hoàng Duy Hùng là chị Hằng trở thành tội phạm luôn. Tôi phân tích như vậy mà các bạn nói tôi không đủ trình độ thì không biết trình độ nào để đủ các bạn quá. Chắc trình độ cái chồng còng số 8 á, nó còng cái kịch vô cái á, thì các bạn mới nói là có trình độ quá. Ha. Nè nghe lại nè. Đó. Đó, chị ơi chị hỏi vui đi. Chị Hằng đừng hỏi câu nhạy cảm. Nhạy cảm là cái gì? Bà này cũng ghê ha. Chắc quả quá rồi. Quả quá trời quả rồi. Thì bây giờ các bạn cứ tiếp tục. Khi mà cơ quan chức năng chưa điều tra thì chúng ta vẫn bảo lưu quan điểm của chúng ta. Câu chuyện này có thể là có thật. Anh Tòa cũng nói là chị Hằng ăn răng hùm thì chăng nữa cũng chả dám làm vấn đề này. Tại vì giống như mà trên găng với bình xăng thì người ta phải làm. Giống như cái cô này nè, người ta sẽ làm. Ví dụ như ông Hùng ông bảo rằng là bà này nghèo khổ ha, bà này nghèo khổ thì cái người nghèo khổ thì khi người ta cũng có người này người kia mà ông bảo rằng bà này nghèo khổ chứ bà đây không dám làm, lại ông miệt thị người nghèo nữa nha, ông lên trên mạng miệt thị người nghèo nữa thì thôi cái vụ đó để khi tôi bí đề tài thì tôi ra tôi nói cái vụ miệt thị người nghèo cho các bạn nghe nha. Còn cái chuyện mà ông là đàn ông, ông lên trên mạng ông xúc phạm phụ nữ thì các ông bỏ qua, các ông hèn quá. Đến nỗi mà cái người đồng nghiệp cũ của ông ta đó là từng phản động chung với ông ta đó ha, chống cộng cực đoan luôn á, ở bên Đức đó, còn nói ông hèn quá à. Ông cái ngày 20 tháng 10 đó ông cũng phản biện cái gì, phản biện tại sao ông lại lôi cái chuyện cũ chuyện xưa người ta ra, rồi gia đình chồng con người ta ra để mà phân tích cái đồng view, cái vòng view đồng like cao quá hả, đúng không? Ông thấy ông làm gì ông không được cái gì. Tôi sẽ chứng minh lời nói của ông á là không có căn cứ. Ông được rất là nhiều chứ không phải là không được gì nha.
ông đừng có đi ngoài khán giả của ông là video clip ngày này 5-7 video clip không coi kỹ sự thật, không biết sự thật này là cái gì, dám lên mạng quang. Từ khi chị Hằng không nhắc tên tới ổng là ổng ứa gan rồi nha, nhắc tên tới ông Tò không là ổng ứa gan, anh Tò đó ổng ứa gan rồi. À do đó là ổng đã cảm thấy trong lòng mình có cái sự xúc phạm thế nào đó. Ơi tôi đó giờ tôi bảo vệ chị dữ lắm luôn mà tại sao chị không nhắc tên tôi mà nhắc tên ông Tò không, vậy là sao vậy nha. Rồi tôi là cái người fan hâm mộ của thầy Thích Minh Tuệ, tại sao bà dám quất thầy Thích Minh Tuệ, tôi quất bà luôn, trong khi ổng là người Công giáo nha. Đây là cái câu hỏi của khán giả đây. Hoàng Duy Hùng, khi nghe bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo Việt Tân thì LS Hoàng Duy Hùng đã đem quá khứ của Phương Hằng ra lên mạng xã hội để bôi nhọ và công kích, còn đe dọa bà Nguyễn Phương Hằng không biết ông này như thế nào nữa, như thế nào để làm gì mình không hiểu được. Các bạn sao hiểu được các bạn? Những cái người mà có cái tư tưởng lệch lạc á, hồi xưa đó, các bạn làm sao đón nó được? Các bạn không bao giờ đón nó được nghe, nhưng mà nó đón các bạn được đó, nó sẽ dắt các bạn đi vào câu chuyện nó. Từ một cái người tố giác tội phạm Việt Tân đáng được khen ngợi trở thành một tội đồ phản quốc, các bạn thấy ghê không? Đó là bản chất của nó, giống như cái anh hồi nãy anh nhận xét đó ha. Nó sẽ chụp hình, nó sẽ gửi lên trên cộng đồng mạng bảo rằng mình làm cái này không đúng, mình làm cái kia không đúng, nhưng thực tế mình làm đúng, người ta làm đúng mà nó sai. Giống như cái việc mà chặt hàng cây để làm cầu Thủ Thiêm đó, thì nó nói ra là không biết bảo vệ môi trường, chặt cây để đút lót này kia, ba la. Mục đích của nó không phải là lật đổ chính quyền đâu, mục đích của nó là làm suy giảm lòng tin của người dân đối với chính sách đổi mới đảng và nhà nước nha. Đảng và nhà nước rất là nhân đạo và khoan hồng cho những cái người này, mà những cái người này không biết ơn nha. Họ còn quay lại, họ đặt điều nói xấu nhà nước chúng ta nữa, chứ không phải là lật xuống để nó lãnh đạo, các bạn hiểu chưa? Nó là một tổ chức khủng bố ha, khủng bố nó khuyến khích người dân đứng lên bạo loạn để cho người Việt chúng ta, chống người Việt chúng ta, còn nó ngồi nuôi ông mắc lợi, chứ nó không thể và không thể vận hành đất nước Việt Nam được đâu. 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm đi chăng nữa, tới đời ông, đến đời cháu, đời chích, đời gì đó của nó cũng vẫn không làm được đâu. Mục đích của nó là phá cho hôi đó, chứ không làm vấn đề gì hết đâu các anh chị các bạn. Các bạn nghĩ đi, Việt Nam nhân cái những cái người thành viên của nó có mấy chục người mà nó còn nuôi không nổi, nó phải đi đầu này nó xin tiền, nó đi đầu kia xin tiền, nghĩ nguyên cái nước Việt Nam giao cho nó làm được không? Do đó nó sẽ lôi kéo người dân, kích động người dân, những người mà có tư tưởng lệch lạc đó. Do đó từ cái chỗ đó mà tôi khuyên các bạn ha, tôi khuyên các bạn hãy giữ sự bình tĩnh mức có thể ha. Và tôi nói các anh chị và các bạn, đúng ra cái ngày hôm đó mà chị Hằng không lu bu, tôi nghĩ rằng chị Hằng sẽ lụm bà đó rồi. Nhưng mà chị Hằng bất ngờ, và tôi nghĩ rằng với dáng vẻ bả tỏ ra tội nghiệp như vậy thì chị Hằng cũng không có đành khi công an bắt bả. Đó là sự từ bi, hiểu không? Nhưng mà nếu mà không nói ra thì người ta lại nói mình thế này thế kia thế nọ. Là tại sao chị Hằng phải nói ra như vậy? Tại vì bả rủ chị Hằng đi giải cứu thầy Thích Minh Tuệ. Do đó ngày 13 tháng 10 2014 thì chị Hằng mới vui miệng chị Hằng nói, mà nói cái câu nửa chừng là cái ngày 20 tháng 10 2014 tôi quắc thầy Minh Tuệ chẳng phạt phát nào nè, để xem sức ảnh hưởng của thầy Minh Tuệ như thế nào. Thì trời ơi, bị chửi quá trời quá đất luôn. Đó, các bạn hiểu rõ câu chuyện này chưa? Nếu các bạn chưa hiểu rõ câu chuyện này, hãy đăng ký kênh, nhấn follow đi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này như thế nào, là để các bạn hiểu rõ câu chuyện này. Và tôi cũng kiệt liệt phản đối tổ chức Việt Tân, không móc nói là lôi kéo người dân Việt Nam chúng tôi nha. Đất nước Việt Nam chúng tôi không cần các bạn lên tiếng đâu nha. Các bạn là những người ăn hại lấy khai thôi, không làm gì đâu nha. Kiệt liệt phản đối nha. Và tôi cũng cảnh giác người dân nha, nghe Việt Tân là chạy làng nha, một là chạy làng, hai là khi báo công an bắt nó ngay nha. Một lần nữa xin cảm ơn tập trạng cả nhà, bye bye.